Ok, mình sẽ vào lại. Mình phải dừng lại một tí để mình nghỉ ấy. Tương đối là dài. Am conveniently alive, what? Đi khám phá. Mình nghĩ là cái đồ họa nó kiểu như phong cách là giống kiểu Final Fantasy 7 ấy nhỉ. Bảy và tám ấy, cái thời đấy là nó là cũng đỉnh cao đồ họa. Như kiểu là mấy cái background này nhìn rất là giống kiểu Final Fantasy 7. Và cũng có một số cái nhìn giống Final Fantasy 8. Kiểu chơi cái trò này nó tương đương như kiểu mấy hai cái trò đấy. Đây chỗ em bán ammo này. Yes, bitch. Sparkling Arrow này. Scarlet Ammon khiếp, bán 50 đồng thì rẻ vãi vãi, rẻ thối ấy. Nên là cái giá này là cũng tương đối là hợp lý này. Yes. Giá rất là hợp lý luôn đấy. Đây giờ ammo này thì có poison gas. Oh yes bitch, mình ghét cái đấy vãi đái luôn. Mua cái đi. Đá này. Nó mặc định cho thằng Dark luôn. Bị đánh choáng này. Night Shield này. Thế là thằng Dark nó gỡ thế à? Tăng khả năng đánh trúng này. The Sparkling Arrow. Ok, mình hãy tạm thời mình mua thế đã. Mình nghĩ là tương đối là ổn này. Cái mua đồ này nó đơn giản hóa rất là nhiều so với trò kia nhỉ. Shall love it, it's good to see you, chef. Nên là cái phố ấy, hay là cái chỗ này nó rất là nhiều cái nhà để chúng ta khám phá ấy. Nhưng là hồi xưa mình chơi cái trò này mình cũng rất là ấn tượng với cả cái làng này. Với trò này mình cảm thấy nó rất là rộng và nó nhiều cái, nhiều khu vực để chúng khám phá ấy. Mình trèo lên trên được rồi. Stone Cold Stardust. Đây là bán cái gì đây? Cái thư viện. Thật đúng là tầm này nếu mà chơi mấy cái trò nữa là gọi chỉ là gọi là hoài niệm cho vui ấy. Còn mình không nghĩ là nhiều người người ta quan tâm đến mấy cái trò đâu. Đúng là kiểu mấy ông còn chơi retro ấy không? Nên là một lần nữa nếu các bạn đã xem được, hy vọng các bạn hãy mời mình cốc cà phê như mình đã nói. Khả năng mấy cái CD thì mình sẽ phát gần như độc quyền cho thành viên ấy. Có nghĩa là mình sẽ phát như bình thường nhưng mà về dài hạn thì mình sẽ chỉ giới hạn cho thành viên. Nên nếu các bạn nào muốn xem được thì hy vọng các bạn sẽ mời mình cốc cà phê để các bạn ủng hộ những cái series như này. Chắc đây là cái hoàng cung này. Love it. Anh này đi đâu cũng người gặp. Là kỵ sĩ mà. Nó kiểu là ui mẹ, vừa mua được cái Sparkling Arrow kia sao mẹ nó lại có trò. So love it, hoop hoop. Albus. Có cái gì để mình lút không nhỉ? Mẹ mà trong này bao nhiêu đồ luôn, mình phải đi mua, tội chịu. Oh, so love it, I knew it. Knew cái gì? Biết thì ông đưa tôi cái vũ khí xịn nhất ở đây này. À, đây là đi lên ở trên này. Nên là cái đặc điểm là mấy cái đường này nó thông với nhau ấy. Không? Đây là cái đường chính ấy này, nếu mà chúng ta đi này. Get the fuck out. F you.
Đây là cái đường chính đúng không? À không phải. Nãy mình đi lên cái đường nào nhỉ? Mình trèo cầu thang xuống rồi. Nó ghi chi chỉ cái đường này thì it really you Mr. Lavisa. Đường này là mình lên cầu thang, mình trèo lên này. Có đùa con mụ này, có mỗi cái đường mà đứng chặn mẹ, kiểu mấy cái đánh dấu này nó cũng sai nào. Này 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 này, đúng rồi, mấy cái đường này nó thông với nhau hết. Cái đường này là cái đường mà chúng ta đi cái cổng giữa này, đúng không? Chuẩn mẹ luôn. Có chỗ ngủ này, free này. Welcome back. So love it. Mình chỉ bị cay cái dính độc của kia. Xem có gì loot không? Này này. Shalavit. Hồn. Quên mất mình phải đi vòng thì mà. Không sao. À, mình muốn quay lại mình xem ở cái hầm có cái gì. Cái hầm này mình đã tưởng đi ra chỗ khác. Đây này, mở cửa thì xem không. À, mở cái cửa ra cái thuyền này. Cái thế giới này cũng không phải thế giới mở nhỉ, mình nhớ là cái trò thế giới mở nhưng không phải. Nó sẽ đi được từ điểm A đến điểm B ấy, từ cái làng này làng kia. Kiểu kiểu như là thế giới mở nhưng mà không phải. Đây là ai này? Welcome to Louis, welcome back safety. Thôi đến đây rồi. Ok bro, I am head of the first knighthood. Tôi là kỵ sĩ đầu tiên này. Kỵ sĩ số 1 đấy. Không phải là số 1 mà là kiểu là theo thứ tự ấy. Head of the first knight. Kiểu như là kỵ sĩ top à. I am back to the field. King Albert Olavis. Tôi đã cảm thấy là thật là sự là bất ổn. Bởi vì khi mà tôi nghe nói rằng là anh đã biến mất, đã bị mất tích. Rồi xin hãy cứ thoải mái đi mọi người. Thưa Hoàng thượng, it more than I deserve. Này thực sự là lịch sử cái gì đấy. Phải đấy là sự thật. Nên là Hoàng thượng của chúng ta đã rất là lo lắng khi ông ấy đã không thấy. He could see he's afraid of stay. Hình như là kiểu là không thể ngủ được khi mà thấy cái tình huống như này ấy. No. Thì nhớ đừng có trêu tôi nữa. Lavis thì là một người bạn từ thời bé của tôi. Đồng thời là một bậc thầy về võ thuật. Rồi sao chăng nữa, anh đã đi đâu vậy? Thằng này là bạn thân của vua à? After my first night were wiped out. Sau khi cái nhóm kỵ sĩ của tôi đã bị tiêu diệt, tôi đã bị bắt bởi Sandora và bị giữ ở nhà tù Helena. What? Helena sao? Tuy nhiên, vì sự dũng cảm của người chàng trai trẻ này, tôi đã có thể chạy thoát. Hãy để tôi giới thiệu
với những người đây à? Với hoàng thượng là Dark và Shanna, họ là từ Selene. Cảm ơn mọi người đã cứu Lavis. Tôi rất vui, tôi lòng cảm kích à, từ tận sâu trái tim của tôi à. Nên là nếu mọi người cần gì hãy cứ nói. Hỏi luôn vào việc luôn. Ok, phần nhờ hoàng thượng. Nếu có thể nào mà tôi thì hoàng thượng ấy chăm sóc Shan này ở lâu đài. Ui ngon luôn. What? Nó có vẻ như là hoàng đế Sandora tấn công Selene để bắt Shanna. Nên họ có thể sẽ đuổi theo Shanna này. Bất kỳ khi nào mà họ nghĩ rằng nó có cơ hội. Liệu có phải đấy là cái lý do mà cậu mang tới đây? I can walk next to that. Tớ đã đi cùng cậu và tớ chắc là không có gì mà chúng ta có thể không làm cùng nhau. Đấy đó. There's nothing we... Cái khoảng thời gian chúng ta chia cách chỉ là không có gì thì tách rời à. Nhưng mà tớ vẫn muốn ở cùng cậu mãi mãi. Ôi dồi ôi, toang nhỉ, mẹ thế này là anh em mẹ rồi. Thật không may à. Có vẻ như là cậu cũng không thể để cô ấy ở đây được rồi. Hoàng đế Sandora đã có được một cái quân đội gọi là bọn rồng và đã bắt đầu chủ động tấn công. Bọn chúng đang dự cái mặt trận chiến đấu ở Hô Ác. Nhưng mà nếu mà con rồng nó bay ở một cái tầm thấp mà tấn công trực tiếp lâu đài thì ngay cả chúng tôi cũng không thể nào mà phòng thủ được với cái cuộc tấn công dữ dội như vậy. Nên là trên thực tế là không có một nơi nào gọi là an toàn ở Cedio này. Bên cạnh đó, cậu biết được rằng mà cái cảm xúc của cô ấy về cậu rồi đúng không, Shanna? Nên là mọi việc có thể sẽ còn nguy hiểm hơn từ bây giờ đấy. Em không ngại chừng nào mà em sẽ cụ ở cùng anh Dark. Ô toang nhỉ, thằng này mày ngon thế này mẹ, mấy thằng nhân vật chính trong mấy game hồi xưa toàn thơm thơm vãi đái luôn, chả có làm vẫn có ăn. Thế thì tôi sẽ xin rút lại cái lời đề nghị. Một là thứ nữa tôi muốn hỏi câu hỏi với bộ trưởng Nois, hỏi tôi bất kỳ cái gì đi săn. Đầu của tôi có chứa đầy những truyền thuyết và lịch sử của cái vùng đất này. Endinet. Tôi đang trên hành trình để đi bắt tìm một con quái vật màu đen này. Quái vật màu đen. Con quái vật mà đã tấn công Nát 18 năm trước. Cái thứ duy nhất được mà tôi biết được rằng là nó đã tiêu diệt mà đã đánh đuổi tôi và gia đình của tôi khỏi quê nhà này. Cậu nạn nhân còn con quỷ đấy. Tôi muốn nghe về tất cả mọi thứ thì lại kể tôi đi. Về cơ bản là nó cũng không có nhiều thông tin nữa đâu à. Mọi thứ nó liên hệ đến nó về cơ bản là đã tan thành mây khói. Cái thứ duy nhất mà tôi biết được rằng là con quái vật màu đen gọi là con quỷ. That did obey the... Nó tồn tại đối nghịch với cả cái sự sống của chúng ta. Và nó còn được biết được trong việc là giết những vị thần là cái gì? Giết những vị thần, nuốt chửng những vị thần. Và có vẻ như là rất là ngạc nhiên là cái thông tin này nó đã xuất hiện trong lịch sử của chúng ta bắt đầu từ 11.000 năm trước. 11.000 năm trước, đấy là cái khoảng thời gian của chiến dịch rồng kết thúc của đúng không? Hoàng thượng đã nói rất là chính xác. Thay vì đấy, tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của chiến dịch rồng. Dragon Campaign, ok bro. Căng quá nhỉ? As if they were gods, Winglies ruled over all living creatures. Them as slaves. The
enslaved suffered a terrible domination and injustice. Their anger turned to a flame of fury. Then a gust of wind blew throughout the lands, spreading the flame to a blazing fire. The wind was Emperor Diaz. 7 incarnations of dragons served the Emperor. Their bravery inspired people to take up arms. Thus began the Dragon Campaign. It was a harsh war. Both people and Winglies suffered countless injuries and fatalities. After a long period of suffering, it was the humans who acquired the future. The age of humans had begun. Quái vật màu đen đã xuất hiện sau khi kiến chiến thích rồng. Thế là rất lâu trước rồi. Excuse me, sir. Đã lúc để chúng ta họp bàn về chiến trận. Ta hiểu rồi, hãy kể cho chúng họ là ta sẽ đến sớm. Dakshana, trận chiến này sẽ là một trận chiến khốc liệt. Cho những ai không còn đường để lui. Hiện tại thì lâu đài đang rất là yên ắng. Là cái nơi tốt nhất để mà nghĩ về cái tương lai của mọi người. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ở lâu đài. Ý bác là chúng ta nên chọn phòng à? Where they play with you. Có một cái nơi mà có một cái view rất là đẹp ở cạnh phòng của ta. Nên hãy đến đấy mà thức thức thức. Một cái view từ lâu đài, tôi hiểu rồi. Xin Hoàng thượng hãy thứ lỗi tôi. Để đi, à không phải thứ lỗi, kiểu đi nghỉ ấy. She's so hasty. Cô ấy thì hơi bị vội vàng quá, xin hãy thứ lỗi cho tôi Hoàng thượng. Mà không phải thứ lỗi mà kiểu excuse me, kiểu tôi nghỉ ấy. Là để bộ hội đi họp nữa. Chúng ta sẽ để các cán bộ họp. Ok bro. Mình chơi tiếp. Mình đi đâu ấy nhỉ? Shit man. Mình chắc đây bảo cái cửa đi này. Hoàng thượng lại tốt phết nhỉ? Oh, you are the brave man for sleep, but the trouble he king and not get it. Thế phòng của vua à? Để lút đồ ra. Ông ấy mời tôi đến đây mà. Mẹ phòng của vua lại còn có cái cầu trượt để tội chịu. Hồi xưa mình chơi mấy cái trò này mình không đặt cái câu hỏi này lắm. Nó sẽ xẻ ra cái phòng này. Để vào lối thoát hiểm nhỉ. Tôi chết rồi. Cái chỗ này nó hiện cái hiện mấy cái máy ấy nhỉ? Chả nhớ điểm nào. Con cái nó đi đâu rồi? Ơ sao nó không hiện gì luôn nhỉ? Lanh quanh đây thôi. 100. Đây này này, có cái đường ra này thôi. Trông nhìn cho như tranh nhỉ mẹ. Nhìn cái background như tranh. From here we can. Từ đây chúng ta thì nhìn thấy tất cả những bà siêu. Để chúng ta thì nhìn thấy Selen không? Selen ở còn sau ngọn đồi đấy, bên cạnh đó.
Chúng ta không thể nhìn xa như vậy bởi vì còn chúng ta đã xa nhà quá rồi. Em hy vọng là mọi người vẫn an toàn. Anh chắc là vẫn chuẩn là vậy. Có vẻ như mọi người vẫn an toàn dựa vào cái thông tin mà tôi vừa góp nhận được thì có vẻ như là phần lớn người dân trong làng vẫn còn được an toàn này. Là sao? Tôi rất là vui khi nghe được cái điều đấy. Nhưng mà nó sẽ rất lâu đấy để xây được lại cái làng đó. Still good. Nên là vẫn tốt, tôi vẫn có thể gặp lại được mọi người. Nhưng mà chúng tôi cũng có tin xấu. Pandora thì hiện tại đang sẵn sàng để tấn công chúng tôi. Nên là bọn chúng đang chuẩn bị sử dụng rồng để tấn công vào cái vùng hốc. Rồng. Nếu bọn chúng thả con quái vật đấy trong trận chiến, mọi chuyện sẽ mọi thứ sẽ là hoàn toàn là thảm sát. Cái vị trí chúng tôi là kỵ sĩ, là để ngăn chặn cái đấy. Nên tôi đang đến cái hốc bây giờ để giữ vững cái trận chiến á. Trận chiến này để xác định cái tương lai của bà siêu. Tôi đã sống chỉ cho riêng bản thân mình. Tôi đã tin rằng là nó là một cái thứ gì đó tôi phải hoàn thiện bởi chính bản thân mình. Ngay cả khi mà nếu tôi có thể rời Shana và những con ngựa ở trong làng ở lại, nhưng mà cái trách nhiệm của mày có phải là bảo vệ làng đâu mà. Nhưng mà khi tôi quay trở lại, hãy nhìn nó xem. Tôi tí nữa đã mất cái quê nhà số 2 của mình nữa. David, tôi sẽ đi đến hốc cùng anh. I don't want to see anymore. Tôi không muốn phải thấy những cái đồ mà không cần thiết nữa. Thế còn con quái vật đen thì sao? Chúng ta phải kết thúc cái chiến tranh này trước. Ông cứ làm như là ông giờ mẹ mày một mình ông cân cả trận chiến ấy. Một khi Dark đã quyết tâm là anh ấy sẽ không thay đổi. Và tất nhiên là em cũng sẽ đi, em không thể nào. Nên là bọn em vẫn nghĩ là mẹ chiến tranh là trò đùa. Mấy người. Mọi thứ thì đã xác định và chúng tôi đã sẵn sàng. Thế thì hãy đi xuống Bell thôi. Và còn cả item shop, weapon shop ở nhà tôi. Hãy gặp mẹ của tôi đã. Bà sẽ rất vui bởi vì bà ấy đã chưa đón được nhiều vị khách lâu rồi. Ok bro. Nên là họp rất là nhanh. Thế còn cái vua cao sổ kia là như nào? Chỉ có mấy ông người đi đánh cái chùm rồi à? Thế cụ này vẫn ngồi đây. Mình đã đi đưa thì bác chỉ thế thôi à? Có thế bác thì cho mỗi hai đứa dân thường với một thằng kỵ sĩ đi tự tử à? Em tưởng là bác phải gửi cái thêm cavalry đi cùng. Nhưng mà về cơ bản là cái kiểu như cái cốt truyện này nó rất là rộng mở ấy. Chúng ta đi ra, mình chưa đi qua nhà cái ông Lavit này lắm. Thì có sơn nào hải vị đấy. My granddaughter is naked. Mình bị đọc khó chịu nhỉ. Salet World God đang khả năng đánh trúng 20%. Ơ, thế là cái này nó sẽ poison. Ui, gắn được đủ các ấy, nó không phải God Amulet này. Mình sẽ gắn cái Poison Gas này nhỉ. Rồi cái defense này lên ác luôn. Nice chill này. Nếu mà mình gắn cái gì vô khỏi amulet này.
Bắn đại cái gì đây? Ơ, cái potion gas là mình có rồi á. Nó thằng này gắn night shield này. Em này gắn cái potion gas này. Nhưng bây giờ bị độc rồi là không biết là có gắn chữa được không nhỉ? Mình chả biết là nhà ông này ở đâu. Chắc là cái khu dinh thự này, nhìn trông rất là đẹp luôn này. Mình vẫn nhớ là cái làng này nó rất là đẹp vậy. Thì hơi tiếc nhỉ, muốn chơi 16-9 nhưng mà nó làm cái bản đồ nó bị kéo, nó nát là bản đồ ấy. Lại nhà chả biết nhà anh trai ở đâu. Ông chỉ đường đi mẹ. À, đêm rồi. À đây chắc đây rồi, dinh thự rồi. À, con đã về rồi. Lavis, Lavis. Mẹ đã rất lo bởi vì là không nghe được tin gì con từ rất lâu. Người kháng chiến ở Sandora đã khỏe hơn là con nghĩ. Nhưng mà đừng lo, bọn con đã tiêu diệt được bọn họ rồi. Bố con sẽ rất là tự hào. Lavis thấy con ở Helena thì sao? Kiểu như không muốn cho bà phải lo ấy. Đừng nói cái đấy về phải cho bà ấy. Xin lỗi nhưng mà tôi không muốn bà phải lo. Con chả biết là cậu ấy đang ở đây. Không sao đâu. Mẹ đã rất vui khi mà con quay trở lại. Thế là con lại còn mang là cô dâu của con nữa. My big baby. Mẹ, cô ấy không phải là như vậy. Không cần phải ngại đâu. Tên cô là gì? Shana. Shana. Thằng con của tôi nó hơi bị ngáo á, hơi cứng đầu. Nhưng mà con lại thằng này nó tốt bụng lắm. Nên là mình sẽ bảo là chúc may mắn Shana. Cậu nó thực sự nói ý như vậy không? Đác, đừng có ngốc như vậy. Mẹ, Shana thì là người yêu của Đác. What? Cậu xin lại thử lỗi tôi. But if you don't make it clear. Nhưng mà nếu mà cậu không nói rõ cái đấy thì nó sẽ làm cô bị thương. Cô ấy... cô kiểu như là cô buồn ấy. Triệu Đình liệu. Cái này có nghĩa rằng là tớ là bạn gái của cậu. Tớ phải nói điều đấy bởi vì nếu không thì Lavis sẽ gặp rắc rối. Lavis, xin hãy tìm một cô gái nào giống cô ấy để tôi có, để mẹ có thể bế một đứa cháu trong tay. Con không phải là đứa trẻ nữa. Bà đấy bắt đầu. Con sẽ đi chỉ huy cái chiến dịch bảo vệ Hawk. Nên là con sẽ rời đi càng sớm càng tốt. Người ta hiểu rồi. Nhưng mà ít nhất là con phải ăn trưa với mẹ chứ đúng không? Nó sẽ sẵn sàng sớm thôi. Nên là cháu sẽ giúp bác một tay. Không cần đâu. Cũng có thể đi. Mà con đi giúp bà này. Nhưng tạm thời chúng ta sẽ có một ít thời gian để nghỉ ngơi. What can we do until lunch? Chúng ta phải làm gì cho đến khi ăn trưa đây? Chơi, shopping. Vòng nhà xem có gì để lút không? Cái này to thật đấy, đùa đó. Chả gì để lút à? À nhỉ. Nhà cụ có binh khí thì lấy ra đây. Shall we practice? Why don't we take it now? Tôi sẽ cho cái cho anh xem. Đi tham quan nhà nhé. Đây là cái phòng của tôi. Ok. Đây là có cái vết ở trên cái cột này. Có phải là anh để tập kiếm không? Đây là không. Tôi
đo cái chiều cao của tôi. Đây là phòng của mẹ tôi. Đây là phòng của bố mẹ tôi. Đó là phòng của mẹ tôi từ khi bố tôi đã mất. Ok. Thư viện. Đây là thư viện có rất nhiều quyển sách về chiến thuật. Tôi có quan tâm đến cái này không? Đấy, trên đấy là cái điểm yếu của tôi. Cậu đang làm gì vậy? Đây này, thế là còn cái gác mái nữa. I will show you my treasure. Tôi sẽ theo thêm thấy cái báu vật của tôi. Mình nghĩ đây là cái đồ hàng cấm của thằng này, hàng nóng của thằng này. Có thể ở đây, đây là cái báu vật của tôi. Là gác mái thằng này. Anh nhìn bên này xem. Nên là mình bảo là cái cảnh ở cái vùng này cũng rất là đẹp. Hồi xưa mình chơi cái trò này là mình rất là ấn tượng về mấy cái không gian của mấy trò này. Đây thực sự là một cái view đẹp đến cái Indel Castle này. Đây là những cái gì mà tôi đã nhìn hàng ngày khi mà tôi còn trẻ. Tôi đã lớn lên và nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một kỵ sĩ được tôn trọng giống như bố của mình và để cái bảo vệ cái quốc gia như thế này. Cái giấc mơ của anh đã thành hiện thực. Phải. Nhưng mà thực tại thì còn khó hơn là tôi tưởng khi đấy. I feel all more strongly how. Tôi kiểu cảm thấy là cần nhiều cái để phải làm ấy, để bảo vệ vương quốc này. Tôi phải I would tear the flesh from my body. Để bảo vệ vương quốc này tôi sẽ sẵn sàng hy sinh. Nó cũng là cái cảm xúc giống như cậu muốn bảo vệ Shana vậy. I just can't hold back that. Bởi vì cậu biết được rằng là cái tầm quan trọng của Shana trong cuộc đời của cậu. Nên là cậu có thể tự hy sinh bản thân mình. You're not foolish, daredevil, when you. Cậu trên thực tế không đơn giản chỉ là một tên ngu ngốc đâm đầu vào trong cái Helena này. Cedio thì bao phủ bởi nhiều cái đám mây à. Covid, à đó, không phải bị thì hiện tại là đang bao phủ bởi nhiều cái hiểm họa chiến tranh à. Nên là bởi cậu là cái người duy nhất có thể bảo vệ được China thôi. Cậu biết được rằng điều này có đúng không? Phải. Tác là viết, đồ ăn đã sẵn sàng rồi. Công chúa cần chúng ta đấy. Nên là chúng ta đã có được cái rất là rõ ràng về cái phần này là bảo vệ em gái này, công chúa. Cô ấy giống như em của mình vậy. Em thì tầm này vật. Mẹ lại như mọi khi đồ ăn mẹ làm rất là ngon. Rất là vui khi con nghe con nói như vậy. Và cũng vui hơn là nếu mà con có người yêu bây giờ. Dark Shana, we need to buy something. Chúng ta phải đi mua đồ trước khi chúng ta đi rời đi. Đi thôi. Thôi mình mua rồi ra nhỉ. Are you ready to leave? Mình bây giờ mình rời đi đúng không? Hay là rời đi là phải gọi bà này để mình cho rời đi nhỉ? 20 đồng của nhà giàu vãi. Why so rich? Có khi là nếu mà rời đi là phải bảo bà này ra ấy. Chẳng biết là mình còn mua gì không. Cảm thấy mấy cái đồ này bây giờ nó không xịn lắm.
Còn cái gì mình mua nhỉ? Mình nghĩ là chả có gì nữa. Còn có thuốc trị thương chưa? Hay là cái thịt khô ưa thích của con này. À, thế còn mọi thứ đã sẵn sàng rồi này. Bà này bà kiểu hay chất đồ ấy. Đợi đã, mẹ đã quên cái gì này. You give me luck mom. Oh, love it. Con thực sự đã trưởng thành khi mà con đi ngoài kia. Đứa con của tôi đã trở thành một kỵ sĩ thực sự. Chúng ta sẽ không ở đây qua đêm. Tuyệt. Sẵn sàng chưa? Tất nhiên. Mẹ chăm sóc cái... ở đâu? Mẹ dọn vào phòng mỗi ngày. Nên là... về các bạn là mai chúng ta đi luôn thôi. Mẹ trên thế là con thực sự muốn lấy bò khô cùng con. Kiểu lúc nãy là có bạn thì ngại không lấy ấy. Còn bây giờ kiểu không có người cái bắt đầu ra đòi bò khô. Ta biết ngay mà, hãy đến đây. Nên là kiểu bây giờ mình chơi lại, mình có biết tiếng Anh tốt hơn thì mình cảm thấy là cũng kiểu nhân vật lại vui vui hơn ấy. Bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Hình như là mình hy vọng là mấy nhân vật nó vẫn bị poison. Mình không hiểu tại sao luôn. Chẳng lẽ mình phải mua cả cái poison mình ấy à? Giống kiểu như là được free night để chúng ta ấy à, làm sao mà được trị được cái độc này nhỉ? Mẹ khắm thật đấy. Nên là cái Aquai Stardust này, ngon này. The la vie. Mẹ mày dính độc cái này hiểm rồi đấy. The mind purify. The body purify. Cái này mua thêm. Cái shampoo này rẻ thối rồi. Mua nhiều đi nhỉ. Lạ nhỉ, nó không có cái nào để nó giải cái này. Nên là mình phải đốt, tự dùng tiền mình giải độc ra. Ngủ mà nó không giải được tao cũng chịu. Tuy nhiên là ngủ không giải được thật, đùa đâu. Sao mình phải mua rượu nhỉ? Uống rượu. Mua làm sao? Good spirit. Good spirit được cái gì nhỉ? Tuy nhiên là đây là kiểu key item là. Thế này là cái này là không dùng, đấy là kiểu key item ấy. Mình nghĩ là mình sẽ đi nhỉ. Lúc chúng ta rời đi. I love painting. Ngoài đụng này. Này, hãy để ý xem có vẻ người mù không? Đi quanh là sao? Thì nghe là người đụng mà thôi. Đừng có thoái thác. Hãy hành xử như một người đàn ông đi. Đừng có hét lên như vậy, đấy là sự thật. Liệu cô có thể im mồm không? The baby crying. À, con bé đang khóc. Tôi xin lỗi đã quá mồm. Tội nghiệp con bé đến đáng thương. Con bé đã sợ quá có phải không? Thằng này là bé trẻ con là ai nhỉ? The Martell à? Quái là cái gì? Vẫn chả biết.
Như là cái gì này mình phải xem. Là cái nhân vật nào nhỉ? Cái con kia đi đâu ấy nhỉ? Con kệ mẹ đi. Như là bây giờ mình đi sang nào nhỉ? Not the serial. Serial video. Đi đây à? Hay là mình phải đi xuống dưới nè. Là có khi mình dừng ở đây rồi mình sẽ quay lại mình chơi sau đây. Champ potion này. À, mình chơi cũng rất là nhiều. Mình chơi dùng đây thôi. À. Ok, mình sẽ quay lại sau mình chơi đây. Nên đây sẽ là một cái phần đầu tiên mình chơi cái trò ấy. Nên nếu các bạn xem được đến đoạn này thì cũng khả năng là mình chơi hết cái trò ấy rồi ấy, mình phát ấy, cho các bạn ấy. Nên để các bạn xem được hết thì hy vọng các bạn hãy mời một cốc cà phê để ủng hộ cái series như này ấy. Đấy là điều rất là quan trọng rồi. Rõ ràng mấy cái trò này chả ai quan tâm rồi ấy. Nhưng mà nếu các bạn nào thực sự quan tâm thì hy vọng các bạn thì mời một cốc cà phê, thì mỗi cà phê nó tương đương với 1000 view ấy. Thì nó thực sự tạo nhiều được những cái khác biệt trên cái channel mình ấy. Điều đấy cũng có thể là mình sẽ chơi được nhiều game như này hơn, về kiểu classic hơn ấy. Cũng các bạn cũng có thể xem được nhiều hơn, mà mình cũng có thể tiếp tục làm những cái nội dung như này, theo đuổi những cái nội dung này thì mình nghĩ là cũng đôi bên cũng có lợi chẳng hạn ấy. Thì đấy là cũng đề hay để tiếp tục phát triển channel. Còn nếu không thì cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở tập khác trên channel. Nên là hãy like, hãy đăng ký, hãy mời cà phê để có thể để ủng hộ channel mình ấy, và những cái nội dung hiện tại và tương lai trên channel. Ok, mình sẽ quay chơi sớm, nên một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.